Vâng, xin tiếp tục gửi lời chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự. Và hôm nay một buổi sáng bình minh, Tiến Sự xin chúc toàn thể quý vị và các bạn niềm vui và hạnh phúc. Và đặc biệt là mùa đông, quý vị các bạn nên giữ gìn sức khỏe. Và phía trước là cầu Tân Đệ bước sang Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và chúng tôi hôm nay lại phải trở lại, có dịp trở lại Thái Bình để hỗ trợ, vì lần trước cũng chưa làm được hết. Các bạn đang theo dõi trên kênh của chúng tôi. Đây là cầu Tân Đệ bắc qua dòng sông Hồng giữa Thái Bình và Nam Định. Nó hơi bị ngược sáng. Một buổi sáng bình minh. Vâng, đây trước là bốt thu phí Tân Đệ, nhưng mà bây giờ đã được dỡ bỏ rồi. Chúng ta thông hành giữa Thái Bình và Nam Định. Vâng, tôi đến vườn phôi này rồi. Xin chào anh em nhé, tôi đến vườn anh Phiến tại xã thì tôi không nhớ, tại nhà thờ xứ Phú An ở tại Vũ Thư, Thái Bình. Và một trong những vườn phôi mà có thể nói rằng có rất nhiều những phôi đẹp mà có lẽ là anh em cũng sẽ quan tâm, và tôi nghĩ rằng khi tôi đăng lên thì các bạn cũng sẽ rất là yêu mến những cái phôi này và rất là có tương lai. Và bây giờ thì tôi sẽ ghi hình ở đây. Vâng. Nó hơi ngược nắng một tí, nhưng các bạn biết là anh Phiến anh cũng chăm sóc phôi rất là tốt. Anh nuôi mầm thở là khá tuyệt vời. Đây, quay chủ nhân tí. Và đây là anh Phiến nhá. Vâng, xin chào tất cả anh em trên cả nước. Vâng. Okay. Anh có rất nhiều những phôi đẹp mà khi anh em nào cần thì tôi sẽ đánh số điện thoại, anh em có thể giao lưu với anh Phiến ở tại xã Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình. Cách cầu Tân Đệ chừng 5 km. Và những phôi này cực đẹp luôn. Rất nhiều những phôi quý anh em nhá. Và anh nuôi mầm thở để tạo u biếu. Và các bạn biết là khi có những cái điểm như thế này thì không cần phải đục luôn. Đấy. Nó hơi ngược sáng thì thôi, chứ còn xem trực tiếp các bạn thấy là cực chất luôn. Ở đây cái vế này thì nó đỡ ngược nắng hơn đây, các bạn thấy là chân bệ cực đẹp luôn. Và đây là phôi xanh hai thân. Đây đi. Hai thân này thì chúng ta sẽ cô bệ lại cho nó khỏi dài và cắt điểm các bạn nhé. Mua thì nó chưa bán, mua được nửa cái mảnh này, mua được nửa con nửa nó chưa. Không.
Thành công, cấy hết rồi. Anh này liệu sớm thôi. Sớm nhé. Thành nào mà quan trọng là ủ túi bóng, ủ cát túi bóng 100% sớm hết. Mùa này thì rất nhiều anh em quan tâm là khi cắt cành ra thì nó heo may như thế này thì làm thế nào để cho sống, thì các bạn theo dõi video mà dâm cành sống 100% của Bonsai Chiến Sự nhé. Các bạn có thể cắt cành, sau đó các bạn ủ vào cát, cho cát xong bắt đầu ủ túi bóng lên, đảm bảo với các bạn là sống. Và ở đây có vườn phôi, khá nhiều phôi đẹp nhé. Bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại tôi sẽ để trên màn hình. Bây giờ thì tôi đang làm, tôi chưa đi quay được. Chúng tôi bắt đầu cắt.
hoài. Sếp giờ mới ngủ dậy à? Chờ, mình chờ lấy. Không thuê. Còn hai tháng ở đấy. Ngoài này à, chậu. Vâng, chào anh em nhé. Đây là một cây mà thực ra chúng tôi rất phải tính toán, bởi vì là nó khó nhất ở cái trạc chữ V. Ở đây các bạn nhé. Và do đó thì tôi đang có cái tính toán là sẽ ghép thêm một ngọn nữa vào đây. Sau đó thì sẽ đục cái này đi, và để làm sau này lên cái tàn, và cái chữ V này thì sẽ được đục nhũn nó ra. Đấy là cái dự tính là như vậy. Ở đầu tiên thì cắt cho nó quang, xong bắt đầu là ở cái này thì ta có thể chơi hai cách chơi. Có thể sẽ lấy hai cái ngọn đảo đuổi về đằng kia để cho nó ấm hơn. Tuy nhiên thì chủ nhân thì thích chơi lùn và kỹ, và các bạn biết là giờ ai cũng chơi cây kỹ rồi, không còn dọa nhau nữa. Thì nếu mà ta chơi kỹ thì ta phải cắt, sẽ xử lý những cái vết này thì cây nó sẽ ấm hơn. Chủ nhân lại đi đâu rồi? Vâng, đây là những cây xanh bông tay khá hoàn thiện của anh nhá. Anh em nào thích thì alo số điện thoại nhá. Móng khá rộng đấy, cũng rất già nhé. Cái này là đề bộ, cái này là bộ ba hay là riêng đấy? Riêng anh ạ. À riêng hả? Còn một đôi đấy. Khá đẹp. Cái này cao khoảng bao nhiêu? Cái này nó tầm khoảng 1m8. Tức là từ bệ lên đến cây gì? Bệ lên cây. Thế thôi. 1m8. Bóng rộng bao nhiêu? Bóng rộng bao nhiêu? Bóng rộng con này phải tầm bóng con này nó tầm khoảng 1m5, 1m7. Không, tổng chiều dài mà. Chiều dài con này nó tầm 3m đấy. Chiều dài con này nó tầm phải trên 3 mét đấy. 3 mét, cái bể kia bể kia đã 2 mét mấy rồi. Rồi. 3 mét con chậu 2 mét mấy thôi. Ok. Anh em nào có nhu cầu đặt khuôn viên biệt thự hoặc nhà thờ cực đẹp thì liên hệ số điện thoại tôi sẽ đánh màn hình nhá. Cắt bệ đi nhiều này anh có tiếc không? Cứ làm sao cho đẹp được. Thật ra anh rất mong muốn là làm kỹ các bạn nha. Các bạn... em cứ phải muốn làm kỹ chứ các bạn. Vâng. Kể cả là chơi hay là bán, người ta mua người ta cũng thích. Ok. Khi mà kỹ thì nó lúc đầu thì nó hơi hững một tí, nhưng mà về sau thì những người chơi mới hiểu được, nó mới đẹp được. Ở đây có khá nhiều phôi đẹp nhá. Bạn nào cần cứ liên hệ số điện thoại. Vâng. Thấy anh mang một con dê ở đâu về đây này. Đây giờ con này vào để chúng tôi có chiều hướng để ghép các bạn nhé.
đang cắt con dê này ra để tiếp tục ghép vào. Đi cắt thả. Cái bé để lại nhá. Tôi đang móc bệ để đưa ghép vào các bạn nhé. Sau vài năm thì nó thành một, thì sau này nó mới ra được vấn đề. Keo keo á, có keo. Nó mà tiện thì có thì mua luôn được. Ở bên cạnh đấy nhá, một phôi bên cạnh. Ở phôi này thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tính toán. Phải nói là rất công phu và rất biết cách về cái kỹ thuật chăm các bạn nhé. Chúng tôi đang khô bệnh. Cho nó khỏe. Đấy, các bạn thấy cô bệ vào nó rụt rịt, khá đẹp. Các bạn thấy hai cái sống này là nó tạo lên một cái chữ V khá sắc nét, cho nên là bây giờ chúng ta phải hóa giải nó đi. Hai cái đường đục này tôi sẽ làm hóa giải đi, và sau khi mà ghép một thân nữa vào, sau này chuyển thành phúc lộc thọ ba thân, thì các bạn thấy là cái sau này tôi sẽ demo và nó sẽ trưởng cây hơn và nó sẽ hài hòa hơn là hai thân. Và khi mà ba thân thì người ta không để ý vào cái hai, nếu hai thân thì các bạn kể cả là hóa giải đi nó cũng vẫn cứ nó vẫn còn lộ, nhưng mà khi mà ba thân thì nó khác rồi. Nó hơi ngược nắng các bạn nhá. Chồng. Vâng, kia là tháp nhà thờ ngôi thánh đường giáo xứ Phú Lễ. Nó hơi ngược nắng tí đó.
Và lúc này có ba bác xem thì có ba dáng khác nhau, ba dáng thế. Đúng rồi. Mỗi người thích một dáng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi nhị đệ gặp tam đệ đã được kết nghĩa gặp nhau. Bây giờ thì tôi như các bạn thấy là tôi sẽ chia sẻ một chút về chăm sóc đặc biệt cho tam đệ. Một số những cái điểm mà tôi có thể minh họa thôi, còn sau này thì chúng ta phải một số điểm thì có mầm rồi, một số điểm thì ta vẫn phải chờ để sau này nó bị được mạch lạc hơn. Và trước thì các bạn thấy có hai thân, và bây giờ thì tôi chuyển thành một thân thứ ba nữa. Thì cái thân này bây giờ chúng ta phải chăm sóc đặc biệt một chút, là chúng ta để cho nó xe cái đầu cát, xong bắt đầu là chúng ta cho kích rễ và bắt đầu là ta phủ túi bóng kín các bạn nhé. Mùa này thì nó mùa ở ngoài Bắc Kỳ, Bắc nó là mùa hanh rồi, nên là gió thì nó thường nó nhanh khô hơn, nên là các bạn chùm ni lông thật kín để cho nó ấm, phủ kín cái thân thứ ba này để cho nó kín rồi các bạn nhé. Và những ngày đầu thì hạn chế tưới, nó cũng giống như là cách dâm cành thôi, thì là ok các bạn nhé. Và chúng ta chăm sóc được thành công là rất là đẹp. Các bạn thấy là cái dáng cây bây giờ nó trường, nó bay hơn. Sau này bắt đầu ta đảo đi, bắt đầu ta cứ lên dần, bắt đầu đảo đi. Đó. Ở đây bắt đầu ta lên dần các bạn nhá. Đó. Và bây giờ các bạn thấy là cái cốt bệ của nó rụt rịt và nó nhũn rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái số cái điểm, nhưng mà chúng ta muốn đẹp thì phải lần 2 các bạn nhé. Bởi vì lần 1 mà chúng ta làm kỹ quá nó sẽ bị ảnh hưởng. Lần 2 có những cái điểm mà nó dẫn mạch lên thì chúng ta vẫn phải để sau này nó khỏe, thì bắt đầu khi những cái mạch kia nó tốt rồi thì chúng ta bắt đầu tiếp tục tạo tác. Không biết là chủ nhân bây giờ có ok không? Vâng. Các bạn có dịp tới thăm vườn của anh Phiến nhé, có rất nhiều phôi đẹp và tôi sẽ gửi hình cho quý vị và các bạn. Các bạn có thể liên lại số điện thoại của anh. Khách mang tiền đến vứt một gốc cây đây, còn bán. Đây, anh này cũng rất là mê này. Anh này khá là cao này. Ông này to tay lắm đấy. Tiền mang đi từ tháng đi mà không. Anh sướng được bao nhiêu nào cứ nói ra đi. Nếu mà nặng là cũng đấy, nhị đệ gặp tam đệ mà bây giờ thì mới gốc này, bây giờ mới thằng này là đại diện cho 10 triệu. Thằng điên tao là kinh ngoại cũng tính. Anh sao? Không tính tất ba ông này. Thế thì nhẹ quá. Mỗi ông cũng tính có 10 triệu đấy. Mẹ thì 10 năm trồng cái này, 20 năm rồi đấy. Thế thì chủ nhân không gật đâu. Về tay tôi nó còn phải 30 năm nữa chứ phải. Thế thì cây này vẫn anh Phiến vẫn phải chăm sóc tiếp rồi. Ông ấy nhiều cây giữ làm gì nhiều. Rồi, có gì các anh cứ họp cho phòng kín. Tôi còn bàn bạc sau. Ok. Như vậy là quý vị theo dõi chúng tôi sau khi quyết định giải mã cái chữ V. Tuy nhiên nó còn một chút nữa thôi, nhưng mà nó phải lần thứ hai các bạn nhé. Bởi vì là tôi chọn một cái mầm mà đây cái đang cành demo đây. Do đó thì tôi chưa dám làm.
sau này nó ổn định thì bắt đầu chúng ta tiến hành thì nó ok hơn. Và xin cảm ơn là các bạn theo dõi video này, và các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại của anh Phiến, tôi sẽ cho màn hình ở tại xã thôn Phú Lễ, xã Tự Tân, Vũ Thư các bạn nhé, cách cầu Tân Đệ chừng 5 km. Và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở video sau.